Xin chào các bạn, Vsmart Joy 2 Plus được trang bị cái viên pin với cái dung lượng lên đến 4500mAh và đó cũng chính là một trong những cái điểm nhấn đáng kể nhất trên cái thiết bị này. Và trải qua một ngày làm việc cũng như giải trí với cái chiếc điện thoại này thì mình có thể sử dụng nó từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mà vẫn chưa hết pin, với cái thời lượng on-screen đâu đó vào khoảng 8 tiếng. Và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em xem là mình đã làm những cái gì với cái chiếc điện thoại này trong suốt một ngày. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ trong quá trình mình thử nghiệm đó, đó chính là mình sẽ dùng một cái thiết bị chuyên dụng để đo cái độ sáng màn hình này, đặt nó ở cái mức 200 nits và cái âm thanh thì luôn giữ ở cái mức 50%. Một ngày mới của mình bắt đầu hơi sớm, khi mà mình thức dậy thì đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ thôi, thì mình thấy vẫn còn quá sớm cho nên là mình đã rút sạc. Mình để sạc qua đêm là lúc đó nó đã đầy 100% rồi. Mình rút sạc và bắt đầu nằm chơi game Liên Quân Mobile trong khoảng nửa tiếng. Thì chơi đến 5 giờ rưỡi thì pin của máy lúc này hao hụt 4%, có nghĩa là nó còn 96%. Sau khi mà chơi game xong á thì mình bắt đầu tiến hành vệ sinh cá nhân. Và mình có một cái thói quen á, đó chính là khi mà mình làm vệ sinh á thì mình sẽ mang luôn cái điện thoại vào toilet luôn, để mình vừa đánh răng, vừa rửa mặt lại, vừa coi hoạt hình trên YouTube. Thì sau khi mà mình vệ sinh xong á thì lúc này là 6 giờ và máy còn 91%. 6 giờ sáng thì sau khi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mình bắt đầu rời khỏi nhà. Và ngày hôm đó thì mình quyết định là lựa chọn một cái quán ăn nó hơi mới, cho nên là mình vẫn chưa biết được. Chính vì vậy cho nên mình sử dụng cái kết nối 4G của điện thoại, rồi kết nối nó với một cái tai nghe Bluetooth và sử dụng cái app Google Maps để dẫn đường. Và lúc bây giờ thì mình sẽ tắt cái màn hình điện thoại đi, bỏ vào túi và chỉ nghe chị Google hướng dẫn đường thôi. Thì đến nơi là 6 giờ rưỡi và pin chỉ hao hụt 1% thôi, nghĩa là lúc này pin của máy còn 90%. Vừa ăn sáng vừa lướt Facebook này kia các kiểu cho nên là nó hơi lâu la một tí, cho nên là tới 7 giờ mình mới ăn xong. Và lúc này thì pin của máy còn 85% sau khoảng là nửa tiếng mình lướt Facebook. Sau khi ăn sáng xong thì mình cho cái điện thoại vào túi và chạy xe lên công ty. Thì đến nơi là 7:20 và lúc này là điện thoại vẫn không hao hụt một chút phần trăm pin nào. Thì trong quá trình mà để điện thoại trong túi, mình vẫn cho nó kết nối 4G để nhận thông báo tin nhắn này các kiểu. Đến công ty thì mình quyết định là ngồi nghỉ ngơi, và trong cái thời gian nghỉ ngơi đó mình dành ra khoảng 30 phút để lướt web. Tất nhiên là bằng cái kết nối wifi của công ty rồi. Thì sau khi mà lướt web xong thì pin của máy lúc này là giảm còn 81%. Mình bắt đầu chính thức ngồi vào bàn làm việc, đó chính là vào lúc 7:50. Và trong cái thời gian này mình vẫn duy trì cái kết nối Bluetooth với cái tai nghe, và mình sử dụng cái ứng dụng Zin MP3 để nghe nhạc. Và đến 9 giờ thì hao hụt 1% cho cái tác vụ này. Thì lúc này là máy còn 80% pin. Sau đó thì mình có việc phải gọi cho một cái ông anh ở trên công ty để thúc ổng mang thiết bị lên cho mình làm. Thì thông qua cái ứng dụng Messenger của Facebook thì sau 15 phút gọi thì máy vẫn không tiêu tốn một chút phần trăm pin nào. Thì làm việc hồi đâm ra chán cho nên là mình nhắn tin cho bạn bè để bàn cái kế hoạch cho cái chuyến đi chơi sắp tới. Thì mình sử dụng cái ứng dụng Messenger của Facebook. Trong suốt cái thời gian nhắn tin là khoảng 15 phút là mình luôn để cái màn hình sáng, và hết cái thời gian nhắn tin thì là tiêu tốn 1% cho cái tác vụ này. Lúc này là máy còn 79% pin. Thấy không gian làm việc thiếu sinh động cho nên là mình mở cái ứng dụng Netflix lên để xem phim online. Xem đến 120 phút, tức nghĩa là 2 tiếng, và cái phần trăm pin nó hao hụt là 21%, tức nghĩa là lúc này sau khi mà xem phim xong hay là máy chỉ còn 58% pin thôi. 11:30, tức nghĩa là tới giờ ăn cơm trưa, cho nên là mình bỏ điện thoại vào túi để đi ăn cơm. Và đến 12 giờ quay lại thì pin của máy vẫn không hao hụt. Ăn uống no nê xong thì có một cái anh bạn rủ mình chơi Liên Quân, cho nên là mình định phải chơi thôi. Chơi xong một ván là hết nửa tiếng, và lúc này là 12:30 thì pin của máy từ 58 sụt xuống còn 54%, tức nghĩa là nó sẽ bị hao hụt 4% trong quá trình mà mình chơi game. Thì sau khi chơi game xong thì mình quyết định đi ngủ, và đến 13 giờ mình dậy kiểm tra thì vẫn chưa hao hụt phần trăm pin nào. Ngày hôm đó thì mình có hẹn với một anh bạn ở trên công ty để đi chơi Thảo Cầm Viên. Bắt đầu là 13 giờ thì bọn mình bắt đầu xuất phát. Thì tới nơi là 13:30, mình có kiểm tra lại thì cái pin của máy vẫn không hao hụt. Sau khi vô sở thú rồi thì mình bắt đầu thấy quá nhiều thứ hay ho, nào là voi, nào là cọp, nào là đà điểu. Thế nên là mình quyết định dùng cái máy của mình để tiến hành quay phim lại và sau đó là chụp hình. Thì mình dành ra khoảng 30 phút để quay phim cũng như là 30 phút chụp hình. Thì trong cái thời gian mình chụp hình là chụp đâu đó khoảng hơn 100 tấm. Và sau cùng mình quan sát lại thì sau 30 phút quay phim thì tốn của máy là 6% pin, trong khi mà cái thời gian mà chụp hình thì ngốn của máy là 7% pin. Lúc này là 14:30 và pin của máy còn 41%.
Vừa đi vừa chụp hình rồi giỡn trẩn các kiểu thì bọn mình cũng cảm thấy khá là mệt, cho nên là quyết định là dừng lại để ngồi nghỉ ngơi. Thì trong cái thời gian mà mình nghỉ ngơi là mình có dùng cái điện thoại để lướt Facebook, và đến 15 giờ thì pin của máy còn 37%. Nghỉ ngơi xong thì bọn mình là quyết định đi tham quan tiếp. Và lúc này mình cho cái điện thoại nghỉ ngơi, mình cất nó vào túi. Và đến 16 giờ lấy ra kiểm tra lại thì thấy nó là vẫn chưa hao hụt tiếp phần trăm pin nào. 16 giờ bọn mình rời khỏi Thảo Cầm Viên và quyết định là đi ăn cá viên chiên, vì lúc đó cũng đã đói bụng rồi. Đến nơi là 16:30, và trong cái thời gian mà chờ đợi món ăn ra thì mình có sử dụng điện thoại để lướt web thông qua kết nối 4G. Và khi mà đồ ăn ra rồi thì mình có dùng cái điện thoại để chụp hình nữa. Và đến 17 giờ thì lúc này pin của máy còn 32%. Vừa về đến công ty thì trong cái thời gian mình nghỉ ngơi, mình có lấy điện thoại ra để chơi thử cái game PUBG Mobile xem coi nó có hao pin nhiều không. Và theo như trải nghiệm của mình thì sau 30 phút chơi game thì nó hụt 6% pin. Tức nghĩa là lúc này là 17:30 và pin của máy còn 26%. Kết thúc ngày làm việc, mình cất đồ soạn về nhà. Và đến nhà đó là 18:30 phút. Vừa về đến nhà thì mình có nhận được một cái cuộc gọi video call của một cái người bạn thông qua cái ứng dụng Messenger của Facebook. Và hai đứa ngồi tám chuyện với nhau tới 7 giờ tối thì pin của máy hụt 11%. Nghĩa là lúc bấy giờ cái pin của cái chiếc VMAX Joy 2 Plus của mình chỉ còn 15% thôi. Lúc này thì mình cũng đã có mặt ở nhà để tiến hành sạc pin cho cái điện thoại lại rồi. Và nhân tiện nó về sạc thì mình cũng xin chia sẻ một xíu về cái thời gian sạc của cái thiết bị này. Mặc dù được trang bị cái viên pin lên đến 4500mAh, nhưng mà nó được tích hợp cái công nghệ Quick Charge 3.0, và nhà sản xuất họ có tặng kèm cái cục sạc nhanh trong hộp luôn. Chính vì vậy cho nên cái thời gian sạc của nó cũng, theo mình đánh giá của mình là nó cũng tương đối ổn. Theo như cái trải nghiệm chi tiết của mình thì cái việc mà sạc máy từ lúc cạn pin lên đến 50% là đâu đó vào khoảng 1 tiếng. Và cái tổng thời gian để sạc đầy cái viên pin lớn như thế này là 2:40. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em biết về cái thời gian sử dụng pin của cái chiếc VSmart Joy 2 Plus này. Nếu anh em thấy video hay thì nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Đấy. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí ND đến từ diễn đàn tinhđay.vn.